Bật lửa xì gà là gì? Bật lửa châm xì gà là món đồ chơi xì gà không thể thiếu nếu bạn là một tín đồ xì gà. Xì gà là một loại thuốc lá đặc biệt, được làm hoàn toàn từ những lá thuốc lên men tự nhiên, không có chất tạo mùi hóa học như thuốc lá, nên chúng rất dễ thẩm thấu các mùi hương xung quanh. Đó cũng là lý do vì sao mà nguồn lửa bạn châm xì gà cũng rất quan trọng. Chúng ảnh hưởng rất nhiều đến mùi hương của xì gà. Vậy bật lửa châm xì gà nên dùng loại nào để xì gà ngon chuẩn vị? Cùng Ambe tìm hiểu qua video này nhé! Vì sao bật lửa xì gà ra đời? Những người chơi sành xì gà lâu năm thường sử dụng diêm hoặc đóm là gỗ tuyết tùng để châm, nhưng với điều kiện bạn ngồi hút trong phòng kín gió. Hiện nay, do nhu cầu sống hiện đại, người chơi xì gà lựa chọn bật lửa khò để châm. Vậy bật lửa khò xì gà là gì? Lửa của bật lửa khò rất khác so với các loại bật lửa ga thông thường. Lửa khò rất mạnh, khi đánh sẽ tạo thành những tia thẳng và dễ dàng châm lửa. Lửa khò rất sạch, không lẫn tạp chất, không có mùi và hạn chế việc tạo ra muội than khi châm. Ngoài ra, tia lửa khò mạnh, thậm chí dùng được cả trong điều kiện gió lớn, sẽ giúp cho việc châm thuốc được nhanh và hiệu quả hơn. Với các loại bật lửa hay diêm thông thường, khi cháy sẽ tạo ra mùi khét và chúng sẽ ám vào xì gà, khi hút sẽ tạo ra hương vị khó chịu. Ngày nay, những chiếc bật lửa khò được tích hợp thêm đục xì gà, rất tiện với những quý ông hay di chuyển. Khi cuộc sống đã qua thời kỳ ăn đủ, đây thì người ta hướng đến ăn ngon, mặc đẹp, chơi sang. Nhiều mẫu bật lửa xì gà thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp, hoặc nhiều mẫu họa tiết tinh tế có chân để bàn, kim luôn trang trí bàn trà, thể hiện đẳng cấp, phong cách của chủ nhân. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé!